Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, V-League dồn toa ở trong mùa giải chuyển đổi khiến cho các đội bóng không có thời gian sửa sai nếu như khởi đầu không tốt. Lúc này, từng trận thắng, trận thua có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của toàn giải, thậm chí là cả những tính toán đường dài của các câu lạc bộ. Thành phố Hồ Chí Minh từng là đội bóng ồn ào bậc nhất ở V-League. Mấy mùa giải liên tiếp, họ chi nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều ngôi sao đã đến với thành phố Hồ Chí Minh để nhận được bản hợp đồng hậu hĩnh cùng với giấc mơ tìm cho mình sự nghiệp lấp lánh. Tiền đã có, danh cũng có, nhưng các cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng chỉ thu về thành quả khiêm tốn. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là đại gia xét về tiêu tốn tiền bạc, trong khi đó họ không thể hoàn thành tham vọng vô địch V-League hay là thể hiện được quyền lực trong làng bóng đá quốc nội. Giờ thì khác, cuộc khủng hoảng kinh tế cùng với những thay đổi về vĩ mô khiến cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển hướng. Thể hiện rõ nhất chính là việc họ không chiêu mộ những bản hợp đồng đinh đám nữa. Chưa hết, đội bóng này sẵn sàng để cho các ngôi sao ra đi nếu như không có trung tầm nhìn về tài chính và chuyên môn. Bây giờ chiến hạm đỏ chỉ còn lại huấn luyện viên Vũ Tiến Thành là người có danh tiếng nhất cùng với những cầu thủ trẻ thuộc diện tiềm năng. Nhắc đến điều này để thấy rất khó kỳ vọng vào việc Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc đua đến ngôi vô địch. Mục tiêu thích hợp nhất với họ lúc này là trụ hạng và xây dựng thành công mô hình một đội bóng chuyên nghiệp bài bản. Nhưng như đã nói, V-League khắc nghiệt và sẽ không có ngoại lệ với bất cứ đội bóng nào. Muốn tính toán được câu chuyện đường dài thì Thành phố Hồ Chí Minh phải trụ hạng được ở V-League đã. Họ trước hết phải kiếm được điểm, thể hiện được hình ảnh và vị thế ở trong những trận cầu tâm điểm. Thua Hà Nội FC ở trên sân nhà đã cho thấy phần nào sức mạnh và tinh thần chiến đấu của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Hay nói đúng hơn, họ cần phải có những cú hích đủ lớn trong những trận đấu tiếp theo để tạo ra sự hưng phấn, cởi bỏ áp lực trong chặng đường sắp tới. Thành phố Hồ Chí Minh mùa này không thuận như là năm trước. Họ có ít tiền bạc hơn, lực lượng cũng mỏng hơn. Nhưng nói cho cùng, việc hạ độ cao tham vọng cũng có thể mang đến ít nhiều thuận lợi cho ông Vũ Tiến Thành áp lực thành tích sẽ không lớn như là mùa giải trước và đó sẽ là điều kiện để cho nhà cầm quân này thực hiện triết lý bóng đá, đồng thời gây dựng một tương lai mới. Nhưng dù thế nào thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải vượt qua làn danh đỏ, đó là không được phép tụt lại phía sau khi mà giai đoạn 1 mùa này kết thúc. Suốt gần nửa chặng đường của giai đoạn 1, cứ sau mỗi vòng đấu thì người ta lại chứng kiến những tranh cãi, những phàn nàn của người trong cuộc có đủ mọi lý do để người ta bày tỏ sự không hài lòng, thậm chí là chỉ trích vào ban tổ chức giải, trọng tài hay là đối phương. Thực ra thì tranh cãi liên quan đến trận đấu, giải đấu là điều không thể tránh khỏi, ngay cả những giải đấu quốc tế có đội tuyển Việt Nam tham dự, nơi hội tụ những trọng tài tốt nhất châu lục thì vẫn xảy ra những tranh cãi. Có tình huống trọng tài mang đến bất lợi cho đội tuyển Việt Nam khiến cho các cổ động viên trong nước nổi phẫn nộ. Thế nhưng cũng có những tình huống chúng ta được hưởng lợi thì dân cư mạng lại nức nở khen trọng tài đẹp trai và giàu tình cảm với Việt Nam. Nhưng có một điều mà tất cả chúng ta phải thừa nhận là không thể thay đổi được quyết định của trọng tài và việc chấp nhận cuộc chơi là cách mà đội tuyển thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Chúng ta tự hào về mình khi chiến thắng, nhưng đối diện với thất bại, chấp nhận nó cho thấy đẳng cấp của người trong cuộc câu chuyện huấn luyện viên vũ tiến thành dường như là không giữ được bình tĩnh sau trận thua tâm phục khẩu phục trước hà nội fc là đề tài đáng để bàn luận đặc biệt là ông thành còn khẳng định rằng cứ đá với hà nội fc là thua vì trọng tài chưa hết ông thành còn nhấn mạnh rằng tôi đã nhiều lần phê bình vpf về việc cựu chủ tịch câu lạc bộ hà nội là ông nguyễn quốc hội nằm trong vpf như vậy thì ai mà đá lại trọng tài thấy lỗi cũng không dám bắt đã chơi bóng thì phải nghĩa khí chứ không thể cứ đè đầu cưỡi cổ như vậy được thế đấy một trận thua vốn không thể biện giải vì thực tế là đẳng cấp của hai đội bóng bị đẩy đi quá xa nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi là hà nội fc đã chơi như thế nào họ mạnh hay yếu hơn đối thủ mà cần phải dựa vào trọng tài để thắng và thêm nữa việc đại diện của hà nội fc có chân trong hội đồng quản trị vpf cũng là điều hết sức bình thường trong mô hình hoạt động của công ty cổ phần với các cổ đông là liên đoàn bóng đá việt nam và các đội bóng trong quá khứ, Bầu Thắng cũng từng là người của VPF, Bầu Đức, Bầu Kiên đóng vai trò là phó nhưng không ai cho rằng họ có thể thao túng trọng tài. Chưa hết, đại diện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng đang có chân trong lãnh đạo của VPF và chắc chắn họ cũng không thể tác động lên công tác trọng tài vốn là hoạt động độc lập. Bóng đá có thắng, có thua, có vui, có buồn và cũng có cả những tranh cãi. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải song phẳng với cảm xúc của mình, với kết quả mà mình có được. Và song phẳng minh bạch nhất trong cuộc chơi này chính là chấp nhận thua và không đổ lỗi. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sai lầm của các trọng tài ở v xuất hiện với tần suất quá lớn khiến cho giới mộ điệu không thể không đặt dấu hỏi. Sau kỳ nghỉ giữa mùa bất thường để cho VPF nhường chỗ cho vài ba cầu thủ trẻ đi đá giải U20 châu Á, v mới trở lại nhưng đã gây quá nhiều xôn xao và không phải là tiếng vang mà là sự bức xúc ngay ở vòng năm vừa qua, sai lầm của trọng tài Trương Hồng Vũ trong trận đấu giữa Nam Định và Khánh Hòa dù đã qua mấy ngày nhưng vẫn chưa khiến cho các cổ động viên giảm bức xúc và tranh cãi vẫn nổ ra trên mạng xã hội, thậm chí có người còn cho rằng đó là trò hề trên sân cỏ của bóng đá Việt Nam. Nhắc lại một chút về tình huống ở trên sân thiên trường làm xảy ra tranh cãi về chuyện trọng tài Trương Hồng Vũ bắt phạt đền cho Nam Định, qua đó gỡ hòa một đều trước Khánh Hòa Tình huống này vấp phải ý kiến từ ban huấn luyện đội Khánh Hòa lẫn giới cầm còi của bóng đá Việt Nam. Ban trọng tài VFF kết luận rằng cầu thủ Mai Xuân Quyết đã chủ động chơi bóng và kiểm soát được trái bóng trước khi thủ môn Võ Ngọc Cường bên phía Khánh Hòa băng ra với tốc độ cao, không kiểm soát được tốc độ và va chạm với cầu thủ Mai Xuân Quyết. Giới trọng tài bao gồm có các cựu còi vàng, các trọng tài V-League, cựu giám sát, giảng viên trọng tài đã nhận xét rằng Trọng tài Trương Hồng Vũ bắt sai, người đáng bị phạt là cầu thủ của Nam Định bởi chơi bóng ở mức độ liều lĩnh, bất chấp có thể xảy ra chấn thương cho đối phương. Câu chuyện kể trên có thể nói là tấn bi hài hoặc gọi là bi kịch của bóng đá Việt Nam thì cũng không quá lời, bởi tình huống đã rất rõ ràng, không khó và áp dụng luật của FIFA, nhưng thật hài hước rằng giới trọng tài thì nhận xét sai, còn ban trọng tài VFF thì kết luận là đúng nhấn mạnh là cả hai đều đã xem lại tình huống quay chậm qua băng ghi hình chứ không phải là xử lý trực tiếp. Lúc này thì dư luận đặt ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu như ban trọng tài VFF phán xét là đúng, tức là cho rằng trọng tài Trương Hồng Vũ xử lý đúng luật, còn các vị trọng tài khác thì là nhận xét sai. Có nghĩa là hệ thống trọng tài của Việt Nam đang bị hỏng, chả hiểu luật gì cả và không thể cầm còi ở sân chơi chuyên nghiệp. Bởi ngay cả việc xem lại một tình huống mà còn nhận xét sai thì các trọng tài xử lý tình huống trực tiếp thì sẽ như thế nào? Trường hợp thứ hai là nếu như ban trọng tài VFF phán xét sai, tức là các trọng tài đã nhận xét đúng, ai nhìn vào cũng thấy làm xếp mà còn rốt luật hơn cả cấp dưới hoặc là cố tình đổi trắng thay đen để bao che cho trọng tài bắt sai dù do tư tưởng hay trình độ thì ban trọng tài VFF đã mất uy tín và rất khó để điều hành cho tốt, nói đúng là nhà rột từ nóc rồi. Vậy ai đúng ai sai trong quyết định thổi 11 mét của trọng tài Trương Hồng Vũ? Ở một góc nhìn của bên thứ ba, một số trọng tài nước ngoài có kinh nghiệm World Cup có đánh giá giống như là các trọng tài Việt Nam, tức là cầu thủ của Nam Định chơi bóng ở mức độ liều lĩnh và có thể gây chấn thương cho đối phương, cần phải phạt thẻ vàng và thủ môn Khánh Hòa không có lỗi. Một thông tin khác liên quan là trọng tài Trương Hồng Vũ không làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League 2023, dù rằng ban trọng tài VFF kết luận rằng ông Vũ bắt phạt đền đúng. Phải chăng là ban trọng tài VFF đã nhận ra sai lầm của mình và phạt kín đối với ông Vũ? Nhìn một cách tổng quan, có lẽ người hâm mộ có thể đoán được ai sai ai đúng, nhưng kết quả ra sao thì bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã thua và mất niềm tin trong mắt người hâm mộ khi mà chính giới cầm còi phản ứng với kết luận của ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tiếp theo những lời phẫn nộ của huấn luyện viên Khánh Hòa Võ Đình Tân về cách điều hành của trọng tài trong trận làm khách trước Nam Định thì đến lượt huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của thành phố Hồ Chí Minh cũng phàn nàn về cách cầm còi của các trọng tài trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC. Sau khi tân trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ khiến cho nhiều người ngã ngửa bởi cách giải thích khó xuôi về tình huống Khánh Hòa bị thổi phạt đền ở phút cuối thì các cổ động viên đang hóng xem ban trọng tài VFF có giải thích gì hay hơn với nỗi bức xúc của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hay không. Ở trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội, phút 38, Nguyễn Văn Quyết đã bấm bóng cho Lukao xâm nhập vòng cấm để dứt điểm làm tung lưới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trước khi Lukao ra chân thì nhiều cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đã giơ tay ra hiệu rằng tiền đạo đội khách đã bị việt vị. Bất chấp những phản ứng của các cầu thủ chủ nhà và cả khán giả ở trên sân, những người có thể xem lại pha quay chậm ở trên điện thoại, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Pha quay chậm ở trên truyền hình cũng cho thấy trọng tài biên đã mắc sai lầm. Lucao đứng dưới hàng thủ của đối phương khoảng 1 phần 3 thân người khi mà Văn Quyết chuyển bóng cho anh. Không hiểu là chủ tịch VPF kiêm phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam phụ trách chuyên môn là ông Trần Anh Tú khi đó có mặt ở trên khán đài sân thống nhất để theo dõi trận đấu sẽ suy nghĩ gì về phản ứng của các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã bức xúc và cho biết rằng chúng tôi thua bàn đầu tiên là do trọng tài chính và trọng tài biên. Các cầu thủ đã tổ chức bắt việt vị cầu thủ đối phương, thế nhưng trọng tài thì lại không. Tôi có hình ảnh rất rõ ràng, trọng tài làm ăn kiểu gì vậy? Chúng tôi quyết tâm giành một điểm nhưng mọi nỗ lực đã bị trọng tài phá hỏng. Ông Thành cũng thắc mắc một thứ cực kỳ nhạy cảm nhưng có tính thống kê để đưa ra đúc kết. Ông phát biểu rằng: "Tôi nói thật là cứ đá với Hà Nội FC là thua vì trọng tài. Tôi sẽ thống kê các trận đấu như vậy. Đá như vậy thì làm sao mà đá được? Tôi đã nhiều lần phê bình VPF. Tôi hỏi một cái ông trước đây là chủ tịch của câu lạc bộ Hà Nội, giờ lại nằm trong VPF thì ai chịu nổi?" Hồi tôi dẫn dắt Sài Gòn FC ra Hà Nội đá, khi mà Giovane ghi bàn, ông Hội đã xuống sân chửi trọng tài. Đá như thế thì ai mà đá lại được? Trận này ông Thành cho rằng trong tình huống trọng tài biên không phất cờ vì sợ ông Hội ngồi ở trên khán đài. Chúng ta không phải là trọng tài để hiểu rằng họ có chịu áp lực gì từ bên ngoài khi thổi còi sai sót một cách vô tình hay hữu ý thế nào. Tuy nhiên, việc xuất hiện những người gây áp lực với trọng tài như là ông Thành đề cập cũng phải đáng suy ngẫm. Trọng tài là con người, có sự nghiệp thì họ cũng phải sợ này sợ kia chứ đâu phải là bình tâm hoàn toàn. Do vậy, ông Thành tỏ ra thông cảm với tổ trọng tài. Ông nói rằng ông Hội giờ vẫn nằm trong VPF, ông chừng mắt thôi là trọng tài sợ rồi, đó là chưa nói đến các yếu tố khác. Vấn đề của trọng tài bây giờ là va, tôi đã góp ý nhiều lần rồi từ năm 2020 là va phải được dùng. Đúng vậy, giải pháp tốt nhất để cứu trọng tài, cứu bóng đá Việt Nam là phải có va. Trong những tình huống mà trọng tài không thể theo kịp trận đấu thì còn có va để tham khảo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đồng thời nếu như trọng tài vì quyết định dũng cảm mà làm cho ai đó không vui lòng thì trọng tài có thể đưa va ra để làm lá bùa bảo vệ tiếng còi sạch sẽ của mình cũng dễ dàng hơn. Nếu như bị buộc phải xem lại va thì có thể trọng tài không dám thổi phạt đền cho Nam Định nữa sau khi mà chứng kiến thủ môn Khánh Hòa bị đạp vào người. Nếu như bị buộc phải xem lại va, trọng tài cũng không dám công nhận bàn thắng việt vị của Hà Nội FC nữa. Đơn giản khi đó, trọng tài không thể giải thích theo kiểu từ thế kỷ trước là tình huống đó diễn ra quá nhanh hay là không theo kịp diễn biến của trận đấu. Hối thúc việc áp dụng công nghệ mới cho bóng đá Việt Nam, ông Thành cũng nói thẳng là cách tổ chức trận đấu của giải vô địch quốc gia hiện giờ có công nghệ chẳng khác gì so với thập niên 80 khi mà chỉ khác mỗi cái nhạc nền. Thời đại khoa học công nghệ 4.0 đã tiến nhanh như vũ bão len lỏi từng ngóc ngách cuộc sống và hiện diện trên mỗi chiếc điện thoại của khán giả có mặt ở trên sân. FIFA còn không dám bảo thủ trước hàng tỷ con mắt của khán giả theo dõi bóng đá được quay tình huống cận cảnh làm chậm từng mili giây. Nhờ đó, World Cup 2022 không còn bị than phiền về công tác trọng tài thổi ẩu như là những năm trước nữa. Việc dùng va cả thế giới đã làm từ lâu mà không hiểu sao VPF cứ trần trừ hoài. Đợi đến mùa giải sau mới áp dụng thì có lẽ có đội chết oan vì trọng tài vì không có va ở mùa giải này quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo